chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi đeo chéo với hộp tiết hạt bắp như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len dao, và ở đây thì các bạn cần phải có 3 cuộn len dao cho mình. Và kim móc bên đây mình dùng có độ dày đó là 4mm. Thì bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần đáy túi cho mình. Thì để móc được phần đáy túi, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Và cái lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và quấn vào len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên cho mình tổng cộng là 46 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6. Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ cho mình 46 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình vòng thứ nhất. Và để móc lên vòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân mũi đầu tiên và đâm vào chân mũi thứ hai là nằm ở đây, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi kế tiếp và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến cuối vòng nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến cuối vòng rồi thì các bạn đã móc xong vòng thứ nhất và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 46 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ hai. Và để móc vòng thứ hai, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau thì xoay ngược phần móc lại, đâm vào chân móc đầu tiên này, móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Và sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ hai rồi, với các vòng còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là vòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi vòng sẽ luôn được giữ nguyên là 46 chân mũi. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết vòng thứ 8. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 8 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 8 rồi thì các bạn đã móc xong phần đáy túi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân túi cho mình. Thì để móc được phần thân túi, trước hết đó là các bạn sẽ để mặt trái của phần đáy túi ở bên trên như thế này. Thì các bạn hãy nhìn cấu tạo của phần đáy túi này gồm 4 cạnh, cạnh thứ nhất, cạnh thứ hai, cạnh thứ ba và cạnh thứ tư. Thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của mỗi cạnh và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cạnh thứ nhất trước nha. Thì ở cạnh thứ nhất này, mỗi một dòng sẽ tương ứng với lại là một chân mũi. Thì với chân mũi đầu tiên, các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Và còn 7 chân mũi còn lại thì mỗi một chân mũi các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần cạnh thứ nhất rồi thì tiếp tục đến phần cạnh thứ hai là gồm có 46 chân mũi, thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết phần cạnh thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong phần cạnh thứ hai rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc cho mình phần cạnh thứ ba. Thì ở phần cạnh thứ ba này các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là phần cạnh thứ nhất mình đã hướng dẫn. Sau đó là đến phần cạnh thứ tư thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là phần cạnh thứ ba mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần cạnh thứ tư nha. Ok, sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ tư rồi thì các bạn đã móc xong vòng thứ nhất của phần thân túi và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 108 chân mũi. Và để kết thúc vòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba nằm ở đây, sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ hai. Thì ở vòng thứ hai này các bạn sẽ móc họa tiết mũi hạt bắp cho mình, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ra mặt ngoài của phần móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây, kéo lên qua một lần.
Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên kéo lên qua lần thứ hai, và cuối cùng đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên kéo lên qua lần thứ ba. Sau khi đã có 4 đầu len trên cục kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo lên qua 4 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi hạt bắp như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào 3 chân móc kế tiếp. Đó là chân móc thứ 2, thứ 3 và thứ 4, móc liên tục cho mình 3 mũi móc đơn trên 3 chân móc. Tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 5 này và kéo lên liên tục qua 4 lần cho mình. Sau khi mà các bạn đã có 5 đầu len trên cục kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo lên qua 5 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi hạt bắp thứ hai rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào 3 chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ 6, thứ 7 và thứ 8, móc liên tục cho mình 3 mũi móc đơn trên 3 chân móc. Tiếp theo đó là đến chân mũi thứ 9, và bắt đầu từ chân mũi thứ 9 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại cái bước xen kẽ theo thứ tự từ chân mũi thứ 5 cho đến chân mũi thứ 8 với các chân mũi còn lại, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết chân mũi cuối cùng, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong vòng thứ hai, và để kết thúc vòng thứ hai thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây, kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Và tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ ba. Để móc vòng thứ ba, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay vào mặt trong của phần móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai này, móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu làm lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết vòng thứ ba, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ ba nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ ba rồi thì để kết thúc vòng thứ ba thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba nằm ở đây, sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ tư, và bắt đầu từ vòng thứ tư trở đi thì các bạn sẽ lặp lại cái bước xen kẽ của vòng thứ hai và vòng thứ ba như mình đã hướng dẫn. Thì đối với vòng chẵn các bạn sẽ móc tương tự giống như là vòng thứ hai, còn đối với vòng lẻ thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là vòng thứ ba, và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi vòng sẽ luôn được giữ nguyên là 108 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết vòng thứ 25. Sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 25 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân túi, và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liền lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi nối này lại cho thật chặt. Thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và chuyển qua móc phần dây sắt cho mình. Thì để móc được phần dây sắt, trước hết đó là các bạn cần phải xác định được hai điểm mà các bạn móc phần dây sắt nằm ở phần miệng túi. Thì cụ thể điểm thứ nhất là nằm ở chân mũi thứ 100 cho đến chân mũi thứ 2, và điểm thứ hai là nằm ở chân mũi thứ 46 cho đến chân mũi thứ 56. Và sau khi mà các bạn đã xác định được hai điểm rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần dây sắt cho mình. Để móc được phần dây sắt, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi của điểm thứ nhất, cụ thể là chân mũi thứ 100 là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 100 này, móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 101 và móc lên cho mình một mũi hạt bắp. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào 3 chân mũi kế tiếp, móc liên tục cho mình 3 mũi móc đơn trên 3 chân móc. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu làm lại các bước tương tự giống như là vòng thứ hai mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết chân mũi thứ hai.
Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ hai rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất của phần dây sách và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 11 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào 10 chân móc còn lại và móc liên tục cho mình 10 mũi móc kép trên 10 chân móc, bắt đầu từ chân mũi thứ hai. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba, và bắt đầu từ dòng thứ ba trở đi thì các bạn sẽ làm lại cái bước xen kẽ của dòng thứ nhất và dòng thứ hai như mình đã hướng dẫn. Thì đối với dòng lẻ thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ nhất, còn đối với dòng chẵn thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ hai. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ được giữ nguyên là 11 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 71. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 71 rồi thì các bạn đã móc xong phần dây sách. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần dây sách này với lại điểm thứ hai cho mình, và cách làm đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của điểm thứ hai và mỗi một chân mũi của phần dây sách và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Thì sau khi mà các bạn đã nối xong bằng dây sách rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những lỗ len bị thừa vào bên trong của chiếc túi. Sau đó thì các bạn sẽ may một cặp nút nam châm vào phần mặt trong của miệng túi như thế này. Và như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi đeo chéo với họ tiếng hạt bắp như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn hãy để lại comment ở phía bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy nhấn nút like. Và nếu đây là đầu tiên các bạn ghé đến kênh của mình thì đừng quên hãy nhấn nút subscribe hoặc là nút đăng ký để đón xem được những video về hướng dẫn móc len mới nhất từ kênh của mình nha. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.